Netizen bấn loạn khi Hạnh phúc đến vạn gia của Triệu Lệ Dĩnh và La Tấn, nhà hàng loạt ảnh mới ấn định lịch chiếu. Mới đây, bộ phim truyền hình Hạnh phúc đến vạn gia của Triệu Lệ Dĩnh và La Tấn đóng chính đã tung ra poster chính thức chớp thềm lên sóng. Theo thông tin từ các blogger thuộc mảng giải trí xứ Trung, bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 12 này, được chiếu vào giờ vàng của Đài Đông Phương và Bắc Kinh với tổng thời lượng là 45 tập. Hạnh phúc đến vạn gia là dự án truyền hình được chuyển thể từ bộ phim điện ảnh Thư cúc đi kiện của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu. Nội dung kể về quá trình trưởng thành của Hà Hạnh Phúc, Triệu Lệ Dĩnh, một cô gái sống ở miền thôn quê được gả đến Vạn Gia Trang nhưng lại có một cuộc hôn nhân không mấy êm ấm khi thường xuyên bị mẹ chồng ức hiếp, hành hạ để rồi không nhận nhịn được mà phải quyết định ly hôn. Giữa xã hội phong kiến vẫn còn cổ hủ, Hạnh Phúc vì chuyện ly hôn mà bị người đời làm tiếu, từ đó quyết định từ bỏ cuộc sống thôn quê để lên thành thị làm lại cuộc đời. Trải qua muôn vàn gian nan và chông gai, Hạnh Phúc không ngừng nỗ lực để có thể thích nghi với cuộc sống trốn thành thị. Cô làm đủ mọi công việc, từ lao công cho khách sạn, lễ tân, nhân viên làm việc bán thời gian cho đến nhân viên văn phòng. Dù vất vả đến mấy, Hạnh Phúc cũng không bỏ cuộc, không chịu thua, cũng không thỏa hiệp. Cô trau dồi cho mình thêm nhiều kiến thức mới, ngay thẳng, chính trực đối đầu với cuộc sống. Trong quá trình đó, Hạnh Phúc còn may mắn gặp được luật sư Quan Đào La Tấn, người đã giúp đỡ rất nhiều để cô có thể trưởng thành hơn trong sự nghiệp. Từ một cô gái thôn quê, Hạnh Phúc giờ đây đã trở thành một bà chủ, đồng thời cũng là gương mặt đại diện cho người phụ nữ độc lập của thế hệ mới. Được biết, kịch bản của bộ phim được chấp bút bởi biên kịch Triệu Đông Linh, do đạo diễn Trịnh Hiệu Long, Lưu Tiết Tùng và Lưu Viện chỉ đạo quá trình quay. Ngoài bộ đôi chính, Hạnh phúc đến vạn gia còn có sự góp mặt của các diễn viên khác như Lưu Y, Tào Trinh, Trương Hỷ Tiền, Trương Khả Doanh, Lâm Tư Ý, Tống Nguyên Phụ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.